chào quý khán giả đang theo dõi bản tin làm nông thông minh. Giá cả mặt hàng nông sản hiện nay chắc bà con cũng ít nhiều quan tâm, nhất là hiện nay khâu tiêu thụ chẳng hề dễ dàng chút nào. Ngoài ra còn có những cách nuôi trồng biến chuyển thích hợp theo từng thời điểm rất hiệu quả mà người nông dân cần lấy đó làm kinh nghiệm cho mình. Xin mời bà con cùng bắt đầu theo dõi chương trình hôm nay. Châu Âu tăng mua chuối giữa tâm dịch Covid-19, có cơ hội nào cho Việt Nam? Lão nông ở An Giang bằng cách nào làm giàu từ trái dâu tầm Đà Lạt? Mô hình trang trại gà sạch của thanh niên khởi nghiệp, chuyện tưởng không thể xảy ra. Trái chuối đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên dù giữa tâm dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, người tiêu dùng ở châu Âu vẫn đổ xô mua chuối dự trữ để ăn dần. Nhu cầu nhập khẩu chuối tăng cao là cơ hội cho người trồng chuối các nước, trong đó có trái chuối của Việt Nam. Tại Đồng Nai, chuối là loại cây trồng có diện tích tăng khá nhanh. Hiện tỉnh này có hơn 10.000 hectare trồng chuối, tăng 4.000 hectare so với năm 2019. Đa số diện tích chuối này sử dụng giống chuối già Nam Mỹ, chủ yếu cung cấp cho thị trường xuất khẩu, nhưng mà cơ hội xuất khẩu có dễ ăn. Theo cơ quan thống kê châu Âu, nhập khẩu trái chuối các loại của 27 nước thành viên EU trong năm 2019 đạt hơn 8 triệu tấn, trị giá gần 5 tỷ 600 triệu euro, giảm nhẹ về lượng nhưng tăng về trị giá. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO cũng dự báo tổng sản lượng chuối toàn cầu sẽ tăng 1,5% mỗi năm và đến năm 2028 sẽ đạt 135 triệu tấn. Chuối tiếp tục dẫn đầu trong các loại trái cây xuất khẩu và sẽ đạt gần 22 triệu tấn xuất khẩu trong năm 2028. Nhận thấy nhu cầu nhập khẩu chuối từ châu Âu tăng cao, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi cho cây chuối, nhiều địa phương doanh nghiệp đã mạnh tay đầu tư trồng chuối. Nhận thấy nhu cầu nhập khẩu chuối từ châu Âu tăng cao, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi cho cây chuối, nhiều địa phương doanh nghiệp đã mạnh tay đầu tư trồng chuối. Cây chuối phù hợp với thổ nhưỡng của Đồng Nai và có nhiều lợi thế xuất khẩu. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là người trồng chuối vẫn còn áp dụng quy trình sản xuất theo kiểu truyền thống, chi phí cao, trong khi liên kết trời trạc nên khó tiêu thụ. Để tận dụng được thời cơ, chính nông dân trồng chuối phải là người thay đổi trước tiên và áp dụng các quy trình sản xuất, thu hoạch và bảo quản tiên tiến, hạn chế hao hụt và hư hỏng sau thu hoạch. Cũng bởi sản xuất kiểu rời rạc nên rất là nhiều cây trồng đã chịu ảnh hưởng tình trạng này. Như bà con biết, hồ tiêu mấy năm nay giá rơi tận đáy, thế nhưng còn một điều khiến cho bà con lo lắng hơn nữa. Tại tỉnh Phú Yên xảy ra tình trạng bệnh chết nhanh, chết chậm, tiếp tục phát sinh và gây hại hàng trăm hecta tiêu. Hai năm qua, do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, cây tiêu bị bệnh ít trái, rụng hạt. Thêm vào đó, giá tiêu hạt trên thị trường xuống thấp, nên thu hoạch không đủ chi phí nhân công. Người trồng tiêu không đầu tư chăm sóc, dẫn đến tiêu mất sức, phát sinh nhiều sâu bệnh hại. Thời gian qua, ngành chức năng Phú Yên đã triển khai hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục lây lan trên cây tiêu. Đồng thời tổ chức khảo nghiệm chọn lọc giống tiêu mới cho năng suất cao và kháng một số bệnh nguy hiểm để nông dân đưa vào tái sản xuất. Thưa bà con, trước đây từng trồng ổi nhưng mà nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao. Sau chuyến đi đến huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nhìn thấy mô hình trồng dâu tằm nơi đây hiệu quả, ông Nguyễn Văn Khang ngụ ở ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã dành nhiều thời gian để quay trở lại nơi đây để tìm hiểu về cách thức trồng cũng như là thị trường tiêu thụ. Đến năm 2018, ông đã chính thức mua giống cây dâu tằm về trồng. Hiện nay đã cho thu hoạch trái và mang lại giá trị kinh tế khá cao, góp phần rất lớn trong phát triển đời sống gia đình. Năm 2018, ông Nguyễn Văn Khang quyết định trồng 4 công dâu tằm Đà Lạt với 400 gốc dâu được mua tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau đó, ông tiến hành lên liếp trồng theo quy cách, hàng cách hàng 4 mét, cây cách cây 3 mét và đào ao để cung cấp nước tưới cho dâu tằm. Theo như ông Khang cho biết, mỗi năm dâu tằm sẽ ra trái thu hoạch được 2 đợt. Tính đến nay, gia đình ông đã thu hoạch được 3 đợt. Với mỗi đợt, nếu như trái rộ trúng mùa thu hoạch, dao động từ 1 tấn cho đến 1 tấn 200 kg. Và cũng có đợt do ảnh hưởng của thời tiết nên thu hoạch từ 500 đến 600 kg. Dâu tằm sau khi thu hoạch, ông Khang sẽ bán trái với giá 60.000 đồng 1 kg. Nếu trong ngày không bán được hết trái tươi, ông sẽ làm nước ép dâu bán với giá 40.000 đồng 1 chai và 150.000 đồng 1 lít rượu dâu tằm. Chia sẻ về kinh nghiệm xử lý ra trái, ông cho biết sẽ xử lý cho rụng lá, khoảng 2 tháng sau sẽ cho trái chín.
và ông xử lý cho ra trái xen kẽ trên từng diện tích để thu hoạch kịp thời. Hiện tại ông Khang đang mở rộng thêm diện tích trồng dâu tầm và thời gian tới sẽ tiến hành lắp đặt thêm hệ thống tưới tự động thay vì phương pháp tưới truyền thống hiện nay, sẽ góp phần giảm công chăm sóc nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau hơn một năm trồng dâu tầm Đà Lạt đã giúp cho ông Khang có được nguồn thu ổn định và bà con gần xa biết đến và liên hệ thu mua. Cũng chính nhờ tính chịu khó, cần cù, ham học hỏi và mạnh dạn trồng thử nghiệm để hôm nay chú Khang đã thu về những trái ngọt với mô hình trồng dâu tầm Đà Lạt này. Thưa bà con, mấy ngày nay đứng trước thực trạng khó khăn của nghề nuôi tôm sú, tôm thẻ truyền thống, một số hộ dân tự tìm tòi nghiên cứu và nuôi thành công tôm tích với nhiều phương pháp khác nhau. Nuôi tôm tích trong ao đất bước đầu khắc phục được những hạn chế khi người dân nuôi tự phát. Xuất phát ban đầu từ một số hộ nuôi tôm tích lồng tại xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau mang lại hiệu quả nên đã có nhiều hộ khác học hỏi và nhân rộng mô hình. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2019 tại hộ của anh Trương Minh Thuận ở xã Lâm Hải, huyện Nam Căn với 650 con tôm tích giống thả trong ao đất có diện tích 0,3 ha. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 67 triệu đồng. Trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 39 triệu đồng, vốn đối ứng hộ nuôi gần 28 triệu đồng. Mô hình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, khi mua con giống về, sẽ nuôi lồng khoảng 20 ngày để thực hiện mô hình nuôi tôm tích trong ao đất. Hộ nuôi phải thường xuyên theo dõi các yếu tố về độ mặn, nhiệt độ nước, độ kiềm và màu nước. Qua hơn 4 tháng thả nuôi, hiện tôm đang trong quá trình thu hoạch tỉa, có trọng lượng từ 150 đến 250 gram một con. Theo đánh giá, tôm có tỷ lệ sống từ 65% trở lên, năng suất đạt 70 kg một vụ, thu lại hơn 30 triệu đồng. Mô hình nuôi tôm tích trong ao đất theo phương thức mới này nhằm từng bước hoàn thiện cách nuôi hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp để giúp cho người dân phát triển kinh tế bền vững. Kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường đã giúp nhiều nông dân đứng vững và gây dựng được sự nghiệp. Anh Lê Minh Thuần, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Mường Thang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng mô hình nuôi gà sạch. Sau hơn một năm, mô hình không chỉ cho thu lời mà còn tạo việc làm cho lao động, giúp cho người dân học hỏi kinh nghiệm nhân rộng ra thị trường ngoài địa bàn. Trang trại này có quy mô gần 2 hecta nằm trên sườn đồi với gần 10.000 con gà. Anh Thuần đang cần mẫn hướng dẫn cán bộ kỹ thuật các biện pháp khử trùng, vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi để phòng chống dịch cúm AH5N1 và cúm AH5N6. Đầu năm 2019, được gia đình ủng hộ, anh Thuần đã mạnh dạn vay 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Do có sẵn đất đồi gần 2 hecta của gia đình, anh Thuần đã dùng tiền đầu tư xây dựng chuồng trại theo từng khu, quay lưới sắt bảo vệ và mua con giống thức ăn. Hiện nay anh đã gây dựng được hệ thống chuồng trại với thiết kế khép kín, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường cũng như kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Hiện tại trang trại gà sạch thả đồi của anh Thuần có khoảng 10.000 con gà, hơn tháng thì xuất bán một lứa từ 1.500 đến 2.000 con, tương đương khoảng 3 tấn. Trung bình mỗi năm anh nuôi được 10 lứa gà, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Từ đó góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Việc tập trung và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gà thả đồi sạch và an toàn. Và đó cũng chính là cách phát triển của những nông dân thời hội nhập hiện nay. Trước khi công bố khán giả may mắn nhận phần quà trong tuần rồi, xin mời quý vị cùng đến với đáp án cho câu hỏi. Tại miền Tây, trong tình cảnh hạn mặn nhưng mà người nông dân không chịu khuất phục, nghĩ ra hàng trăm cách để vượt qua nó. Trong đó, việc tưới giữ nước cho cây sao cho thật tiết kiệm mà vẫn hiệu quả chính là động lực để thúc đẩy sự sáng tạo. Một lão nông sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã nghĩ ra cách làm nào để truyền nước ngọt cấp cứu cho rừng cây bằng chiếc bình nước lọc có sợi dây truyền nước biển cắm vào đất. Như vậy, đáp án đúng của câu hỏi kỳ trước là C. Những khán giả may mắn nhận quà của chương trình: khán giả Dương Ngọc Vân ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; khán giả Nguyễn Thành Nhân ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; khán giả Trần Hoàng Châu ở xã Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Còn sau đây, mời quý khán giả cùng theo dõi câu hỏi kỳ này. Làng nuôi cá bè ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với kinh nghiệm hơn 40 năm nuôi cá lồng bè, có một nông dân là ông Tống Văn Sĩ, không chỉ đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong khâu chăm sóc quản lý đàn cá, mà còn sáng tạo mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường, trong đó điều khiển mọi chế độ chăm sóc theo công nghệ 4.0. Đó là mô hình độc đáo nào? Có 3 lựa chọn để quý khán giả gửi đáp án về chương trình.
A. Nuôi cá làng bè kết hợp trồng cây cảnh. B. Nuôi cá làng bè kết hợp với trồng cây trái. Và C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Mời quý khán giả cùng tham gia trả lời câu hỏi bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp họ, tên, địa chỉ, đáp án và gửi về chương trình theo số điện thoại 0988 469 878. Đến đây, chương trình hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.